Ồ, 1K sắp rồi à? Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người, 1K sắp rồi. Đây là một con số rất là đáng khen ngợi. Và bây giờ có lẽ là sắp tới bọn mình sẽ tính một chương trình GA trên page 500 anh em để kỷ niệm sự kiện này. Anh em ai chưa like page thì có thể vào vào mà like để có thể được GA. Bây giờ chém dao chọn sai đến từ team Vikivotech và team Cybertooth. Rồi, đi đầu là Reno, Reno nằm số 7 nào cay. Vâng, bây giờ thì có vẻ như Vikivotech sẽ thắng chém dao. Sẽ là một tình huống chọn CT sai, tôi nghĩ là như vậy thôi. Khi mà các team thế giới người ta chém dao ở tất cả các map thì họ đều chọn CT sai. Tôi ở những cái trận đấu thế giới mình hay xem, giữa tất cả những top team thì tất cả khi mà người ta được chọn sai, người ta đều chọn CT sai cả. Cả map cúc bồ và cả map đơn 2. Chấm R. Như vậy là hai team lần này có tinh thần tự giác rất là cao. Tự giác chấm R đi, không cần đến admin. Trận đấu được bắt đầu rồi. Chấm R mà. Và bây giờ trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Xuất phát bên CitySide, trước đó là team VikingVotech. Trong khi đó bên CitySide đó là team Cybertooth. Bây giờ chúng ta xem, có vẻ như đó là một tình huống rất long đến từ team Cybertooth rồi. Không, đó là một tình huống fake thôi. Và đây tôi nghĩ nó sẽ là một tình huống đánh shot. Một tình huống đánh shot thì đúng hơn. Sẽ là tình huống tràn shot lên A hoặc là mid to B. Đang hầu đến 4. Đây là Crazy Guy. Crazy Guy đang có một quả smoke. Đây các bạn thấy một quả smoke rất cơ bản. Đúng rồi, chính xác. Quả smoke che thùng shot. Vâng. Tôi không muốn soi nữa, sợ nó bị lag. Che thùng shot. Và bây giờ sẽ một tình huống tăng lên khu vực bom side A. Tăng lên bom side A từ đường shot chăng? Hay là phi đường shot nhảy mid? Vậy là lên shot rồi. Lên shot rồi, đây sẽ là một tình huống đánh bom xe A đến từ team Cybertooth. Trên bom xe A đang là vị trí của TT Solo ra. Tròn biết rồi, vậy là nhảy mid lại sang B chắc. Vâng, tao tích có vẻ phức tạp, không nhảy mid. Và bây giờ tròn nằm xuống bởi CA. Tiếp theo thì sao? Ui giời ơi, KaiZ bắn headshot được quả. T bị ăn gục bởi Crazy Guy. Bom xe A đã clear. Một mạng đến từ Reno. Double kill từ Reno. Nhảy nhót à? Này thì để nhót. Và bây giờ thì uống 2 vết 3. Và Reno nằm xuống bởi xin thỏ rồi. Đóng vào viên vào mồm. Nào KaiZ có được một mạng của cọt. Kết thúc round đối với tỷ số 1-0 cho Cybertooth. Các bạn thấy khả năng bắn Glock của các thành viên Cybertooth rất là kinh. Tay rất to. Mẹ ra bắn Glock đóng chết cả ông ở pit. Không biết nói câu gì luôn. Bắn chết cả ông ở pit luôn. Và bây giờ full buy đến từ team VikingVotech. Tỷ số là 1-0 nhưng về Cybertooth. Ở bên kia cho em xem đấy. Ông cứ để tắt cây đi anh. Đấy. Và bây giờ là một round full buy. Trong khi đó thì Cybertooth họ đang triển khai đội hình. Họ đi hai turner đầu tiên, họ clear turner. Sau đó họ tràn ra khu vực mid này. Đây là quả smoke che shot rất cơ bản. Xin thỏ và Grey Guy đang chiếm mid. Như vậy ba thành viên của team Cybertooth chiếm được khu vực mid. Một khu vị trí rất là quan trọng của map deadline này rất sớm. KaiZ là người KB đẩy một mình. Trong khi đó bây giờ lại chiếm được mid, lại vòng ra đánh long. Ở khu vực long đang là tròn. Và T sẽ ăn một quả nết vào người. Ui dồi ôi, quả nết thấm thế. 75 máu còn 15 máu. Và tròn đang một góc kê đấu skin. Để chúng ta xem tròn có mạng không. Vậy là tròn chỉ bắn yếu được thôi. Tròn không có mạng trong tình huống này. Khó tròn rồi. T đang có một tình huống đấu skin lửa được ném xuống. Và tròn đang không có nhiều vị trí để di chuyển. Ta xem bây giờ sao. Tròn bắn lỗi. Ui dồi, nhưng tròn vẫn có được trong mạng. Nhưng hết đạn nên thì tròn khá là đáng tiếc. Giờ là tình huống 4v4, T đang đứng một vị trí rất tù. Và bây giờ T sẽ nằm xuống. Reno có được một mạng KaiZ. T bị hạ gục bởi xin tỏ rồi. Lại là một tình huống 3v3. Vâng, mà chúng ta xem Hoàng xử lý tình huống này như thế nào. 3v3. Cứu bom, chắc chắn sẽ là một tình huống cứu bom. 2 P45 đến từ team VikingVotech trong tình huống này. Hoàng chỉ có một khẩu Nico mà thôi. Bây giờ Sia. Vâng, Sia bị bắn yếu 4 máu nhưng Sia vẫn headshot được. Còn trong tình huống đó, quá là ảo luôn. Vâng, một tình huống quá là quan trọng. Mà nếu CA nằm xuống thì khả năng thua sẽ cao. Ui giời ơi, Hoàng có được một mạng của xin thỏ. Bây giờ Reno đối mặt với CA thì cũng này. Vậy nhưng nào cai hạ của Hoàng rồi. Tiếp tục thì CA nằm xuống nhưng mà không có tham cho Reno thì cũng này. Không còn tham, khó rồi khi mà nào cai. Vâng, nào cai đối mặt Reno. Reno không biết nào cai đâu. Bây giờ thì nào cai kết thúc rào đấu của mình rất xuất sắc với double kill. Tỷ số like không dành cho Cybertooth. Tỷ số like không nghiêng về phía Cybertooth. Và bây giờ là một round full Nico của team VikingVotech. Rớt B. Tôi nghĩ đây là một tình huống rớt B. Không, rớt B rồi. Rớt A long. Có vẻ như đó là một tình huống rớt A long đến từ team Cybertooth.
đi đầu đang là KZ. KZ đang tràn thẳng ra. KZ có một mạng của tròn khá dễ dàng. KZ bắn yếu hoàng rồi. Thì cũng rất đê long và KZ đang phi rất nhanh. Tiếp tục thì sao? Và bây giờ B long, A long đã được triển khai clear hoàn toàn rồi. Sẽ là tỷ số sẽ là 3-0, nó không có hy vọng cho thành viên GTQS trong cái đầu này khi mà họ đang back hẳn với khu CG side. Đang bắn lên 4 CG side ở tình huống này. Một quả flash đã ném ra bóp giấy đồng đội. Và bây giờ Cybertus tràn ra, đấu súng xảy ra. Bom chắc chắn sẽ được đặt thành công và tỷ số chắc chắn sẽ là 3-0 nhưng với Cybertus. Vâng, Grey Guy vừa có một mạng của Hoàng ở khu vực CG side. Tiếp tục thì KZ đã gục được thì double kill thì KZ. CA có cho mình hai mạng. Kết thúc round đấu với tỷ số 3-0. Và bây giờ thì Game Tech sẽ có một round full buy. Vâng, tỷ số bây giờ là 3-0. Để chơi thì xây vào một full buy đến team Viking Vortex. Có một op đến từ vị trí của Vero Martino. Nó có vẻ như đây là tình huống rớt B. Đây sẽ là một tình huống rớt bom sai B nhanh đến từ team Viking. Không, đó không phải tình huống rớt bom sai B đến từ team Cybertus, mà tình huống đi 4 Turner đánh B chậm, fake bom sai A đến từ team Cybertus trong tình huống này. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem. Tràn ra đến từ Grey Guy, một mạng đến từ Grey Guy. Ui giời, rất may là tròn đã đổi được một mạng Grey Guy thì cũng rồi. Grey Guy băng ra và hai thành viên của team Viking Tech là người kê trước nhưng mà lại nằm xuống. Hoàng bị gục. Bây giờ tràn ra, Xin Tỏ đang là người tràn ra bên. Còn có được một mạng KZ nhưng ngay lập tức Reno bắn lỗi và Reno nằm xuống và Xin Tỏ. Còn thế nào? Vâng, còn nằm xuống vậy nào. Kai và bom sai B đã clear khó rồi. Vâng, hai B canh quá lỗi thì cũng rồi. Thậm chí hai B không đổi được một mạng. Hai bên chỉ giết được có một mạng, không đổi được người bằng người. Bây giờ thì nhặt được op thôi. Op để làm gì khi mà Reno bắn op cho tình huống rồi không giết được ai. Một tình huống canh B rất lỗi của Reno. Hai tràn ra B rất là cơ bản, tại sao lại thua? Bây giờ tròn đối mặt với Naokai. Tròn có được một mạng của Naokai rồi. Tiếp tục thì T có được mạng Xin Tỏ. Tình huống giờ là 1v2. Và bây giờ Sia bắn yếu một thành viên. Sia vậy là ui rồi ơi, xảy đôi lên từ tròn. Và bây giờ thì sao? Sia có bom thành công. Vâng, Sia chúng ta xem. Vậy là gỡ bom thành công rồi. Vâng, một tình huống gỡ bom thành công. Vâng, một tình huống retake quá hay của tròn là đi. Một tình huống 2v3 quá là xuất sắc. Tôi chỉ khẳng định đó là tình huống 2v3 quá là xuất sắc thôi. Tỷ số là 3-1 nghiêng về phía Cybertus. Round thắng đầu tiên dành cho Vortex. Tuy nhiên thì họ đang yếu tiền rồi. Họ yếu tiền thật sự rồi. Và bây giờ các bạn thấy họ lên cho mình hai khẩu va mát này. Khẩu UP45, Reno vừa bị bắn trúng chân rồi. Vậy là Reno chỉ còn 19 máu mà thôi. Sẽ là một tình huống đổi súng giữa Reno và Cọt trong round đấu này chăng? Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, đội hình của team Vingutech đang là Reno với Cọt là người bắn B. T với Hoàng với Tròn là ba người bắn bom xe A tình huống này. Reno đổi súng cho Cọt đi. Ui giời ơi, cho nó bắn M4. 16 máu. Vâng, và purify theo timing khá tốt của Cọt trong tình huống này. Vâng, thua round này thật sự đó là một thảm họa với Viking Vortex, tại vì các bạn thấy họ đang có 0000 và nếu mà thua này họ sẽ chỉ cộng 1.500 mà thôi. Vâng, ném smoke lỗi đến từ vị trí của Reno Adino. Địt mẹ vãi lồn. Các bạn nhìn này, có mấy quả smoke ném hầm B thôi mà ném lỗi ném nổ rơi ra ngoài này, không thể chấp nhận được. Pro player mà lại không biết ném smoke thế này thì chơi làm sao được. Và bây giờ chúng ta hãy xem đây sẽ là một tình huống đánh A-shot full bomb chăng? Sẽ là một tình huống setup full bomb A-shot chăng? Tôi sẽ chuyển góc quay. Đây rồi, đây là tình huống setup full bomb A-shot đến từ team Cybertus. Tràn ra, nhảy xuống CT side. Và chuẩn bị sẽ có đấu súng xảy ra. Bỏ bom sai A đến từ team Vingutech rồi. Khó rồi khi mà ui giời Hoàng ơi, U1P45 đứng đây thì bắn làm sao được. Tại sao lại bỏ shot trong tình huống này? Vâng, và bây giờ khó rồi, đến tốt cục thì còn Sia có double kill, tròn chỉ đổi được một mạng của Xin thôi. Xếp súng là cái điều đương nhiên trong round đấu lần này rồi. Ông tại sao lại bỏ bom xe A nhỉ? Trời ơi, không có op làm sao mà được bắn cái kiểu bỏ bom xe A. Và bây giờ tỷ số chắc chắn sẽ là 4-1. Reno có được một mạng của KZ, tuy nhiên làm gì cho cuộc đời này đây? Làm gì cho cuộc đời này đây? Vâng, xếp được súng hay không? Tròn nằm xuống bởi Sia rồi. Và bây giờ chỉ còn mình Reno Vatino rồi. Reno chuẩn bị nằm xuống theo. Reno có được một mạng của Naokai. Và Reno nhảy vấp.
Deno nhảy vấp rồi, Deno thế nào? Deno xếp thành công của M4A4 nhưng tỷ số là 4-1 và yếu tiền, sẽ là một round full buy chắc. Tôi nghĩ là nên full buy vì Kingotech thôi. Vâng, và bây giờ thì không phải full buy đó, một round eco của team Kingotech, họ sẽ phải eco 2 round, một cái round thua thật sự là thảm họa. Và bây giờ KZ tăng lên con này, KZ có một mạng hay không? KZ chưa có mạng, KZ bắn yếu được tí thôi nhưng KZ chỉ còn 36 máu. Và bây giờ tràn long đến từ team Cybertooth, đẩy thẳng qua đến từ vị trí của tròn và tròn nó nằm xuống với KZ. KZ có double kill, triple kill đến KZ. Vâng, chuột ngoáy rất nhanh và hiệu quả. Tỷ số chắc chắn sẽ là 5-1 game với Cybertooth rồi. Vì Kingotech thực sự họ đang gặp vấn đề ở cái mạng kiểu này. Bây giờ thì Reno có được một mạng còn nào cai. Vâng, Reno có được một mạng còn nào cai rồi. Nhưng Reno chắc chắn sẽ xếp cho mình khoảng 1-4. Tuy nhiên có một tình huống bắt xếp từ rất sớm đến từ vị trí của KZ, có thể thấy. Vâng, chạy di chuyển để bắt xếp cai. Và bây giờ KZ có được mạng của T rồi. Tuy nhiên Reno biết được điều này. Một mạng nữa thôi là Reno sẽ A được hay không? Vậy là không A đến từ vị trí. Reno đã không cho phép KZ có một pha A trong tình huống này. Vâng, bây giờ thì có lẽ Reno tiếp tục sẽ có một tình huống xếp súng thành công chăng? Bây giờ Reno đang có góc kê khá điếm. Rồi, góc này hay rồi. Và bây giờ Reno sẽ có một mạng. Đây là ai? Mạng của ai? Mạng của thanh niên Sia. Vâng, đối mặt với Reno đang là Sia. Bom nổ rồi. Đây rồi, hàng về. Reno có được cho mình mạng của Sia. Kết thúc round đấu với triple kill khá là hay. Và bây giờ tiếp tục là một round đấu nữa, sẽ là một round eco tiếp theo của team Kingotech. Họ vẫn đang trong tình trạng yếu tiền. Tôi đã nói là một round thua thảm họa. Một rào thua quá là thảm họa. Và bây giờ chúng ta hãy xem Reno sẽ solo B trong tình huống này. Up giáp 1 đến từ các thành viên team Kingotech. Họ có cho mình 3-4 giáp 1 trong tình huống này. Trong khi đó thì Cybertooth tiếp tục triển khai đánh long. Sẽ là một tình huống đánh long. Đẩy B rồi, biết khu vực Turner clear. Hoàng đang có một tình huống đứng ở trong khu vực smoke mid Kai. Và tròn có được một mạng của cái Crazy Kai. Smoke hết rồi, Hoàng nghe đấy, Hoàng thấy rồi. Vâng, biết đánh bom xe A rồi, biết đánh A long rồi. Đừng có nói là thua, Hoàng sẽ có tình huống móc A thành công. Vâng, tiếp tục là một tình huống đẩy B. Tuy nhiên lại có một thanh niên khác bài tơ. Đó là ai? Đó là Sia, Sia đuổi theo Hoàng. Sia đuổi theo Hoàng, Hoàng nghe đấy không? Hoàng nghe đấy rồi, chắc chắn Hoàng nghe đấy, Sia ở mid rồi. Và bây giờ thì T có được một mạng KZ. Hoàng vẫn đang móc máy. Ở trên khu vực bom xe A đang là T chăng? Ai đang ở trên xe A? Đó là T. Vâng, T đang bò trườn. Và bây giờ thì sao Hoàng có được mạng của Sia? T có cho mình mạng của đào cai. Quá hay tình huống này. Vâng, một tình huống quá hay đến từ các thành viên Kingotech. Họ bò trườn trong smoke, họ đọc hết vị trí của các thành viên của team Cybertooth. Vâng, thực sự là Hoàng vừa rồi có một tình huống xử lý rất hay. Tôi sẽ tường thuật lại một chút. Thanh niên Hoàng ném một quả smoke duỗi ra ở cùng mid này, cố tình ném quả smoke đây. Và sau đó Hoàng đẩy thẳng đâu nhỉ? Đây, ném quả smoke cho này. Sau đó Hoàng đẩy thẳng vào mid, đứng trong quả smoke này và nghe hết tất cả các vị trí của team Cybertooth. Sau đó Hoàng report lại một đi shot này, một đi đâu này. Sau đó Hoàng khi mà tròn hạ gục được thanh niên ở shot này thì Hoàng quắc lên đuổi theo thanh niên cầm bom và nghe được cả thanh niên CR nó bách về báo cho đồng đội, làm hai đồng đội bóc lên bắn được CR. Vâng, có thể nói là cây player. Tiếp tục thì sao? Lửa được ném ra để chặn rớt A long. Vậy là xin tỏ còn có 60 máu thôi. Nết được trả ra. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem tình huống cương A long này như thế nào. Nào cai đang góc kê khá thuận lợi. Và bây giờ nào cai spam qua smoke. Vâng, nào cai chưa spam chúng flash rất nhiều được trả ra. Và bây giờ đẩy shot đến từ team Kingotech, bỏ luôn khu vực A long này, đó là một điều hợp lý. Bây giờ cái quan trọng của Kingotech là phải giữ được shot. Nếu mà mất cái khu vực shot này thì bom xe A sẽ bị quay cả long. Lo nhìn lên và sót nhìn lên, và như vậy thì sẽ không thể chống được cái bom xe ai đâu. Và bây giờ một bạn đến từ Crazy Guy. Hoàng vừa có một tình huống đấu súng không thành công. Vâng, lợi thế hơn người đang thuộc về Kingotech. Reno sẽ đối đầu với cả... Vâng, Reno lấy ngay được một mạng của Crazy Guy. Một pha đấu off. Chiến thắng đến là từ thanh niên Reno Vazino. AWP tự nhận là số 1 Việt Nam. Và bây giờ chuẩn bị tràn ra mid đến từ team Cybertooth. Vậy là fake long đánh mid, smoke city side được ném ra, tràn ra rồi. 4 thành viên Cybertooth đang tràn ra khu vực mid. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem Cọt sẽ là thành viên quan trọng trong tình huống này. Cọt cần phải có cho mình ít nhất 2 mạng để đảm bảo chiến thắng cho team Kingotech trong tình huống này. Bây giờ Cọt đã có góc kê đẹp. Cọt chết chạy rồi, nhưng tròn lại đổi được một mạng của cho đổi ngay được một mạng của KZ.
Và lại là một tình huống 3v3 nữa. Trận đấu diễn ra quá căng thẳng, hai bên giằng co nhau đấu từng giao đấu một. Vâng. Và bây giờ một pha direct bomb đến từ team Viking Vortex. Lại là một key round của họ nữa. Không, nhưng họ còn khá nhiều tiền, không phải là key round như là trận trước thì Cybertooth tặng cho họ đến 4 khẩu AK cơ mà. Họ nhiều tiền lắm. Bây giờ yếu máu đến từ hai thành viên Viking Vortex rồi. Smoke của ném ra khá khó chịu. Và bây giờ tròn, tròn di chuyển vào. Vâng, tròn vào check ngay cùng bên phải. Thì có được mạng của nào cai rồi. Tiếp theo thì sao? Vâng, tròn với cả Dedo có được mạng của Sia và Sia đỏ. Vậy là tỷ số là 3-5. Một tình huống đi check bomb có thể nói là quá là tuyệt vời. Không chết một ai cả, dù hai thành viên đỏ máu vẫn kết thúc được ba thành viên Cybertooth. Một round đấu thực sự là Cybertooth không có một tí teammate nào cả. Tôi khẳng định chuyển Cybertooth cho thành phố rồi, họ có một tí teammate thôi thì họ sẽ không thua. Tuy nhiên thì họ đang tỏ ra là mình là một cái team thi đấu dựa vào cá nhân là chính và dựa vào Crazy Guy là chính, chứ không có một tí teammate nào cả. Crazy Guy này thì cứ bay, cứ trận nào Crazy Guy bắn bay thì team sẽ thắng. Đây là quả smoke mid nhanh, smoke không phải mid nhanh mà quả smoke thùng gỗ nhanh, các bạn thấy rất là chính xác. Úi rồi ôi trượt à, trượt à, căn giống thế giới thế, tôi lại bị lag smoke rồi anh em ơi, thông cảm thôi cho tôi. Và bây giờ thì một quả smoke tư thế ném rất là giống thế giới, mỗi tội là trượt thôi. Anh em xem cái stream có thể ủng hộ mình bằng cách subscribe và like kênh, đây là một động lực rất lớn cho 500 anh em rồi. Và bây giờ flash được ném ra mid, tràn ra mid. Úi rồi đứng ui trời ơi, lại lag smoke rồi, hỏng thôi rồi. Và đây sẽ là tình huống fake mid để lên shot. Nhỏ quá, tôi chưa kịp quay ai, nó lại rác smoke. Tuy nhiên Reno đang có một tình huống ép A shot gần. Hoàng cũng đã phát hiện điều đó. Hoàng với Reno sẽ một tình huống chống của Wong Sai Ao tình huống này. Úi giời ơi, Crazy Guy có được một mạng rồi. Crazy Guy nào cai hạ gục được Hoàng. Tròn đổi được một mạng của Crazy Guy. Tình huống giờ là 3v4 nó khó rồi. Một tình huống chống Eco rất kém. Và bây giờ thì sao, Ti đổi được một mạng của Sia. Ti đang thi đấu khá hay map đất hai này. Và bây giờ lại là một tình huống 3v3. Vâng, trận đấu thì ra căng thẳng quá. Chống Eco cũng căng thẳng cơ. Vâng, cai Z nằm xuống bởi Ti rồi. Nào cai đang đi nhặt súng. Và bây giờ thì sao, bây giờ thì còn có được mạng của Sia. Vậy nào cai có được một kill khi một tình huống xếp hàng đến như vậy. Rất may là Ti có một tình huống ra đấu quá xuất sắc. Vâng, thành niên mới vào team Ti triple kill trong cái round đấu này. Quá hay đến từ vị trí của Ti. Một cái round đấu chống Eco rất kém của team Viking Vortex. Tôi không thể hiểu được 2A để cho Eco lao ra đổi được một mạng thì không thể chấp nhận được ở Bonsai A ở cái tình huống vừa rồi. Quá là không thể chấp nhận được. Thật sự là không thể chấp nhận được. Và tỷ số bây giờ là 4-5. Và bây giờ thì Viking Vortex họ còn khá tiền. 8.800 đến từ vị trí của Reno Valentino. Úi giời ơi, lại một lần nữa không chịu ném nết. Trời ơi, sao không có mấy cái cơ bản như thế mà. Bây giờ rất lo. Vâng, bắn trượt đến từ vị trí của Reno Valentino rồi. Trả flash được ném ra rất nhiều. Bây giờ thì bỏ ngay khu vực bom Saya về giữ shot đến từ team Viking Vortex. Hoàng đang làm gì vậy? Vâng, Hoàng làm gì vậy? Và bây giờ thì F2 shot rồi. F2 shot gần bỏ khu vực A-Long. Trong khi đó Cybertooth họ chỉ chiếm A-Long khu vực thời điểm đầu thôi, họ fake thôi. Và bây giờ thì họ chuyển về đánh shot chăng? Hay lại đánh mid to B? Chúng ta cùng xem, chỉ một mình Crazy Guy là người biter khu vực A long với khẩu op này thôi. Các bạn có thể thấy Crazy Guy đang biter long. Đây là một tác tích rất hay, trong khi đó ba thành viên còn lại sẽ chặn một quả smoke ở đây và tràn lên shot và chuyển giết được hai, giết được shot rồi. Tuy nhiên thì bên Viking Vortex họ đang bắn với hai shot. Vâng, vậy là smoke mid rồi. Và bây giờ tràn shot sẽ là một pha đấu skin của khu vực A shot. Reno có một mạng của xin tỏ, một smoke được trả ra. Reno nằm xuống với Sia. Vâng, Hoàng chỉ đổi được một mạng của KZ vào thôi trước khi nằm xuống. Tiếp theo thì sao? Ti có được một mạng của Hoàng rồi. Nhưng Ti, vậy là Crazy Guy rất kinh nghiệm khi hạ gục được tròn thành công. Bây giờ thì sao? Bây giờ là tình huống 2v2. Trận đấu thì rất ra hai bên đang giằng co nhau từng round đấu một. Bom thì rơi và Ti đang có một góc đứng khá hay. Vâng, Ti có được một mạng của nào Guy trước bị hạ gục. Vâng, Ti hôm nay thi đấu thực sự quá kinh tởm. Bây giờ Crazy Guy đối mặt với cọt. Crazy Guy player. Và bây giờ, ui giời ơi, cọt ơi. Thực sự là bao nhiêu công sức của Ti. Cọt đổ hết xuống sông xuống biển. Các bạn thấy cọt trận này thọt vãi lồn luôn. 229 Hoàng cũng 329. Nhưng rất may trận này tròn với Ti đang hai anh niên bắn quá hay. Tỷ số bây giờ là 4-6, vẫn có thể full buy bình thường đến từ Viking Vortex. Và Cybertooth cũng thế. Nhưng Cybertooth họ cũng yếu tiền rồi. Và thua round này thì họ sẽ phải eco thôi. Thua round này chắc chắn sẽ phải eco. Vâng, bây giờ đội hình của Cybertooth họ triển khai rất nhanh. Họ đã chiếm được khu vực Turner từ khá sớm rồi. Crazy Guy cũng đã tràn ra chiếm mid. Và bây giờ Crazy Guy đang định trèo lên shot chăng. Trong đó xin tỏ đang là người kê long, đang bắn hai long đến vị trí
của Reno và Hoàng. Reno với khẩu họp lợi thế đang kê thẳng khu vực cửa long, và bây giờ bắn chưa để giữ tham minh. Reno giữ tham minh cho đồng đội để khi mà Reno lùi về thì đồng đội bắt đầu phải ném smoke. Như vậy là sẽ cái quả smoke đầu tiên sẽ được ném khá là muộn. Và bây giờ sẽ là một tình huống mid to B. Các thành viên của team Saibutsu đều đã tràn ra mid rồi. Trong khu vực B đang là cọt và tròn. Vâng, tròn và cọt. CA với nào Kai sẽ là hai người đi về. Tròn và cọt cần phải có một cái thể hiện gì đó ở cái round đấu này nếu muốn đây là một round đấu chiến thắng. Một quả smoke được trả ra, Kai đến từ vị trí của tròn. Đúng ra mình cọt có cho mình một mạng của Clay Kai. Tiếp tục thì sao? Tròn có double kill cho riêng mình. Một pha bài đời rất hay của tròn. Xin tỏ đời được một mạng của con thôi. Nhưng mà tròn với team vừa kết thúc round đấu. Vậy là tròn kết thúc round đấu với triple kill, một tình huống sử dụng não của tròn rất là nhiều. Một tình huống tức tốn neuron thần kinh các bạn ạ. Ném một quả smoke và đứng sau smoke. Đây là cái tình huống tròn bắt trước tôi. Tôi hay làm như thế này này mà. Tôi hay được như này mà. Chuyện này chuyện bình thường mà, chuyện đơn giản thôi, không có gì đâu, không có gì đặc biệt. Tỷ số là 5-6. Vâng, và anh em đội ngũ Cider đâu rồi nhỉ? Vâng, đội ngũ Cider đâu nhỉ? Chuẩn bị đội ngũ Cider lên group chấm bài giúp mình thôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị lập một team Cider. 500 anh em là đội ngũ Cider, đội ngũ đa cấp số 1 của VNCL hiện tại mà. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem. Full bài đến từ Cybertooth, cục rồi, chơi nhau luôn, đéo cái eco cái lồn gì cả, tràn lên shot đến từ team Cybertooth, rớt shot nhanh, Hoàng và Reno tiếp tục là một pha kẹp, và bây giờ thì có vẻ như hai thành viên này có kẹp thành công không, ui rồi ông Reno lại chết rồi, nhưng Ti lại tiếp tục xuất sắc, Ti có double kill riêng mình rồi, và Hoàng với cả Reno lại chết chay, có vẻ không, vâng Ti có triple kill rồi, thanh niên mới vào đã gánh kèo, vâng ơi, thanh niên Hoàng với thanh niên Reno từ nãy là chết chay không dưới 3 round, mà lúc đéo là đội bạn cũng eco. Bắn kém vãi cả lồn luôn. Không sao cả. Trận này Reno thọt lói dái ra. Và bây giờ một mạng đến từ Sintor, 2v3. Tiếp tục thì sao? Cọt đổi được mạng của Sintor. Nhưng cọt có cho mình double kill rồi. Vâng, cọt kết thúc round đấu với double kill. Tỷ số là 6 đều. Một pha cứu bòn quá là chật vật đến từ team Viking Protect. Hoàng với cả Reno đã bị khớp hoàn toàn. Thực sự đứng dẫm chân nhau, chết cả đôi, chả để làm cái đéo gì cả. Tôi đéo thể hiểu được cái tình huống vừa rồi. Tại sao lại bắn kém thế nhỉ? Vâng, map này đang căng quá. Vâng, cái bài trên group VNCSGO anh em lên đó chấm. Vâng, chúng ta hãy cùng xem. Tiếp tục là full bài đến từ cả hai team cục xúc. Ông bên kia họ chỉ fork bài thôi khi mà họ đã thua liên tiếp 3-4 round rồi. Đây sẽ một tình huống đánh bom sai B. Và chúng ta xem ai đang là người solo bom sai B. Không phải Reno, cọt. Vâng, cọt cần phải có ít nhất nhiều mạng trong tình huống này. Cọt xấy lỗi rồi. Cọt chỉ có được một mạng trước khi bom sai B thủng rồi. Vậy là bom sai B đã thủng. Lại một lần nữa các thành viên Viking Protect, cả cọt, cả Reno, cả Hoàng đang làm cái gì trong trận đấu này đây. Reno ít nhất có 12 mạng, nhưng Hoàng với cọt thì đang khá là thọt. Và bây giờ là một tình huống 4v4. Vâng, 4v4. Nào Kai có đồng mạng Reno. Lợi thế người đang thuộc về Cybertooth. Tuy nhiên tiếp tục double Craig Kai có đồng mạng của Ti. Nhưng Hoàng vừa có đồng mạng của Craig Kai. Bây giờ thì chỉ còn mình cái Z nào của Hoàng rồi. Giờ chỉ còn mình tròn thôi. Tròn có tình huống 1v3 bây giờ. Tròn nằm xuống rồi. Tỷ số là 6-7. Vâng, A thủng, B cũng thủng. Thực sự là tôi không biết là nên bắn kiểu gì bây giờ. Cọt bắn yếu á. Trận này cọt bắn hơi bị yếu. Hoàng cũng yếu. Trận này Hoàng Hiệp, Captain Hoàng Hiệp cũng bắn yếu. Vâng, và Reno với Hoàng từ nãy giờ cứ ôm nhau chết thôi. Bây giờ sẽ là một round eco đến từ team Viking Protect và chúng ta hãy cùng xem. Tiếp tục Hoàng làm cái trò đấy đây rồi. Các bạn thấy Hoàng lại làm cái trò đấy một lần nữa, lại ném một quả smoke như thế và lại bò vào quả smoke. Đứng để nghe thông tin. Và từ nãy giờ thì Cybertooth vẫn không biết điều nào, không biết điều này. Bây giờ chúng ta xem pha thi đấu của Hoàng. Đấu súng rồi, cọt vừa có cho mình một mạng, cọt có double kill với cổng V250. Và bây giờ thì sao? Nhặt được cọp rồi. Và bây giờ triple kill đến từ cọt một mạng eco tuyệt vời đến từ team Vinutech. Bây giờ 5v3, 5v2 thì đúng hơn. Cường KZ có được một mạng của Hoàng, một tình huống đẩy láo thành công. Nhưng tuy nhiên thì cọt với khẩu ọp đó là một vũ khí quá mạnh. Bây giờ chúng ta hãy xem team Vinutech họ sẽ làm gì với tình này. Vâng, T đang định lao vào smoke ư? Không phải quyết định đúng đắn. Ui giời ơi, thanh niên cọt hack à? 4 mạng rồi. Trời ơi, P250 không giáp là 4 rồi. Vâng, bắn sơ bao qua sơ bốc cũng được 1 mạng. Và bây giờ chuẩn bị cọt đây. Cọt đây. Ây, vai lồn. Vâng, vai lồn. P250 không giáp bắn 5 ông AK với ọp. Tôi đéo còn từ gì để diễn tả nữa. Vâng, tôi vừa chửi thanh niên cọt bắn ngu cái là cọt bắn khôn ngay.
Thật sự là bất ngờ đến từ vị trí của tôi. Tôi vừa trách cọt một chút thôi mà cọt đã làm 5 mạng để chứng minh cho lời tôi nói là sai. Không thể tin được, không thể tin được, không biết nói gì hơn nữa đây. Vâng, tỷ số đang là 7-1 một round. Ico quá xuất sắc đến từ vị trí của cọt. Không biết nói cái gì nữa đây. Và bây giờ thì đang có tín hiệu ăn power. Không biết là vì sao, có vẻ như đó là một tình huống power tactic đến từ team Mikimotech. Lại vãi lồn rồi. Vâng, tỷ số với anh là 7-7. Và bây giờ có tín hiệu xin ăn power đến từ team, cả hai team. Trận đấu sẽ được bắt đầu tiếp theo. Đây là last round của good round này rồi. Chắc chắn là một round full bài đến từ cả hai team rồi. Xem một chút, họ thua khá là nhiều round và bây giờ họ vẫn full bài bình thường. Các bạn thấy vẫn 3k, 1 Kali và 1 UMP45, 1 quả nết. Đấy, đúng rồi, ra mid là bình thường. Mỗi lần qua mid các bạn đừng ném qua smoke, rất là tốn bom. Chỉ cần ném một quả nết qua cửa mid này thôi, đất và khói nó sẽ bật lên và ọp, người ta sẽ không nhìn thấy gì cả. Đừng phí quả smoke, quả smoke rất là một quả rất là quý giá và phải dùng tốt hơn. Vâng, phi shot nhanh đến từ team Saibutut rồi. Một quả flash được ném ra, cả năm thành viên Saibutut sẽ tràn lên shot trong tình huống này. Vâng, Reno là sẽ là vị trí quan trọng tình huống này và Reno phải có mạng. Chúng ta hãy xem Reno sẽ làm gì. Tôi muốn xem Reno tình huống này. Reno trả được một quả bom ra rồi. Reno đang quay mặt, đúng rất kinh nghiệm. Và bây giờ Reno bỏ ngay lập tức. Đó là quyết định hợp lý đến từ Reno và Reno. Đây, Reno sẽ có góc kê đẹp hơn. Bây giờ chúng ta xem Reno. Ui, hàng về rồi. Lần này Reno thông minh rồi, Reno biết chơi game rồi. Và bây giờ hàng về đến từ cho dành cho Reno và Reno. 5v4, tuy nhiên bom được đặt shot và các thành viên VQTech còn nguyên cơ hội. Đây là một tình huống retake đến từ team VQTech. Retake bonsai A không khó cho lắm, chỉ cần nhét được một quả smoke và shot thôi là sẽ là chiến thắng. Ti là thành viên duy nhất biter ở khu vực A shot này. Trong khi đó các thành viên còn lại đang tràn ra. Vâng, Kai Z có được mạng gọt trước khi bị hạ gục bởi Hoàng. Và bây giờ Reno hạ gục được xin đỏ. Một pha đục qua thủ gỗ rất khéo và Ti có cho mình double kill. Vâng, ngày thi đấu hôm nay thật sự thanh niên Ti bắn quá tở. Thanh niên Ti bắn quá là tở trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, Ti hôm nay thực sự là có một lời đáng khen ngợi đến từ tôi. Ở CG Side nếu không có Ti thì VQTech đã thua rất nhiều round rồi. Các bạn thấy Ti đứng đầu với 16 frag và trận nào trung bình. Cái quan trọng nhất là Ti có một trận đấu trung bình, Ti luôn có cho mình 2-3 mạng ở những cái trận đấu quan trọng, những trận đấu không phải eco. Và bây giờ, ui giời ơi, ông xin thỏ đấy, 7 mạng đứng đầu này. Cái đéo gì xảy ra này. Vâng, vậy như vậy là trong trận đấu này xin thỏ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đặt bom và chờ bom nổ. Vâng, nhiệm vụ xin thỏ trong trận đấu này khá đơn giản, xin thỏ đặt được rất nhiều bom. Và bây giờ đang đứng top frag dù chỉ có 7 mạng thôi. Rất bê chăng? Có vẻ là rất bê chăng? Chúng ta hãy xem. Đất B đến từ team VQTech rồi. Vâng, một mạng đến từ nào cai và nào cai bị ăn một viên vào mồm. Tiếp theo thì sao, xin thỏ có được mạng của tròn. Đất B hơi bị không thành công rồi. Nhưng mà còn với team vừa có cho mình 2 mạng. Xin thỏ thì sao, xin thỏ bây giờ yếu máu. Không, xin thỏ vẫn khá khỏe. Xin thỏ làm súng về Reno rồi. Tình huống lại là VSI. Lợi thế lại được chia đều cho cả hai bên. Vâng, và bom đang bị rơi. Cọt với cả Reno đang là hai người còn sống cuối cùng. Chúng ta xem Reno sẽ phải nhảy qua trong tình huống này. Reno nhảy qua rồi. Sia đối đầu với con Reno đó, Sia và KZ. Vâng, cái lồn như Reno làm cái lồn gì vậy? Reno làm cái lồn gì vậy? Sao lại đẩy ra mid? Trời. Tôi đéo hiểu luôn. Đang là tình huống 2v2 chưa có gì cả, việc gì phải đẩy ra mid. Và bây giờ cọt là phải cứu lút thành công. Chúng ta xem. Vâng, cọt bắn lỗi rồi. Vâng, cọt một bạn đến từ cọt bom rất đẹp. Có, vâng, cọt đạp xuống bởi Sia. Một tình huống đéo hiểu đến từ vị trí của Reno và Tino. Đẩy ra mid trong một tình huống không cần thiết. Bom thì chưa được đặt. Không ai nhặt bom cả. Hay là bom rơi nhỉ? Bom rơi đâu? Vâng, bom thì không. Bom thì không được đặt. Đây. Đúng, bom không được đặt mà. Tôi chả hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Và bây giờ thì là lại eco. Hôm nay thì VQTech họ thua Piston nhiều quá. Reno vừa làm cái gì tôi cũng không hiểu. Reno nghĩ gì thì cũng vừa rồi. Đặt bom được mà, lại thành 2v2, lợi thế có phải hay hơn không? Và bây giờ VQTech họ đang dàn trải đội hình.
Họ đã chiếm được shot rồi. Tròn đang là đấu shot với Sia. Quả nết rất thấm lên từ vị trí của Sia. Mất 20 máu rồi. Vâng, Cybertooth họ đang bắn với đội hình đó là 2 UP45, 2 MP9 và 1 P90. Toàn các súng SMG. Chạy sấy là chủ đạo. Trong khi đó bên kia thì chơi toàn Deagle ạ. 2 Tech 9 và 1 SSG đến từ vị trí của Reno Adino. Đang hầu ở mid đây có lẽ sẽ là một tình huống mid to be chăng. Reno đang có tình huống bỏ ra check mid. 4 thành viên của team Viking Tech đang hầu mid sẽ là mid to be rồi. Đối diện sẽ là Crazy Guy đang là người đứng ở đây. Vâng, Crazy Guy đang có vị trí đứng khá đẹp và tôi muốn xem Crazy Guy. Crazy Guy, vâng, Crazy Guy bị bắn trúng khẩu SSG rồi. Crazy Guy chỉ còn 28 máu mà thôi. Bom đang được trả ra và có đánh mid to be đúng không? Crazy Guy di chuyển rất khéo để đấy nhưng gây tiếng rồi. Có spam hay không? Và bây giờ Crazy Guy đang spam lại. T vừa có được một mạng của xin tỏ xong. 5v4 lợi thế người. Tiếp theo thì sao? Crazy Guy hạ gục được Hoàng. Crazy Guy bắn spam có double kill. Nào Kai hạ gục được T rồi. Nhưng bom chắc chắn sẽ được đặt thành công rồi. Tuy nhiên khó rồi. Crazy Guy dù chỉ với 28 máu nhưng với kinh nghiệm và khả năng nhảy nhót của mình có một tình huống quá là hay. Và bây giờ cọt hạ gục được Nào Kai là tình huống 2v3. Cọt nằm xuống ngay bởi Crazy Guy có triple kill cho riêng mình rồi. Và bây giờ Crazy Guy nằm xuống bởi Nero Adino. Và Sia kết thúc round đấu với tỷ số 9-8 dành cho Cybertooth. Một round thi đấu rất thành công của vị trí Crazy Guy. Dù rằng trước đó anh đã dính một viên SSG. Các bạn có thể thấy Crazy Guy 28 máu làm 3 với khẩu SMG dù bị smoke. Chúng ta biết nói từ gì nữa không? Không có từ gì để nói tiếp. Bây giờ xem một round eco tiếp đến từ Viking Tech. Hôm nay trận chung kết này thì họ đã thua 2 round Bitstone rồi. Hoàng Hiệp đang khá rọt ở trận đấu này. 5-2-14. Vâng, 5-2-14. Cọt định ra đấu mid luôn chăng? Và bây giờ đang đi 2B. Bom đang được giữ ở B. Và 3 tràn mid. Xem hướng mid to mid tiếp sau. Vâng, xin tỏ vừa có được mạng T với khẩu P90 rồi. P19. Vâng, sẽ là một tình huống đánh lên shot. Reno và cọt xin tỏ đẩy khu vực hầm B rồi. Biết B clear. Tiếp tục thì Crazy Guy có được mạng của tròn. Khó rồi, 3v5. Vâng, Kai Z hạ gục được cọt ở khu vực mid. Và bây giờ thì là tình huống 2v5. Tiếp tục xin tỏ có double kill cho riêng mình. Không, đó là một mạng của Hoàng. Hoàng đã headshot Reno và Dino với khẩu Deagle một cách rất chính xác trong tình huống vừa rồi. Một tình huống bắn đồng đội Hoàng quá thê thảm rồi. Đã 5-12-15 rồi, bây giờ lại còn 4-2-15 nữa. Lại còn bị trừ đi các bạn ạ. Bắn đồng đội lại còn bị trừ đi. Chết thì vẫn chết. Rất là nhọ. Bây giờ chúng ta xem tactic của Vikivotech. Họ chỉ đi có một tunner của vị trí của T thôi. Đang ra 2 mid đến vị trí của Hoàng Hiệp và tròn. Cọt là người kê khu vực A long đây. Reno, tròn và Hoàng. Reno đang có một khẩu op và ngắm tăng vào khu vực shot đây. Trước đó Hoàng đang áp sát với khung mid. Tròn thì đang kê mid và sẽ là người book blast cho Hoàng. Đây sẽ là tactic của team Vikivotech. Họ đánh rất chậm và chắc chắn. Họ chiếm bom rất chậm và chắc chắn. Và bây giờ ở bom xe B đang là Nào Kai và xin thỏ. Vâng, bên này thì họ chỉ lên cho mình 2M4A4 thôi. 2UP45 và 1P90. Cười tươi như kia có phải thắng. Bây giờ sẽ là một round đấu cực kỳ quan trọng của Vikivotech trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Tỷ số đang là 8-10. Trận chung kết hôm nay diễn ra quá căng thẳng khi mà hai bên rượt đuổi nhau tỷ số từng round một. À, anh em ai xem trận Liverpool update cho mình cái kết quả cái nào. Liverpool bây giờ đang thắng bao nhiêu rồi? Bây giờ sẽ một tình huống đánh long khi mà cả ba thành viên của team Vikivotech đều hold long. Đang giữ ở long, đó là vị trí của KZ. Một quả lửa được trả ra và cọt. Bây giờ chúng ta xem. Vâng, cọt đối diện với KZ. KZ tù rồi. Reno có được mạng của Crazy Guy, một tình huống kê rất chắc đến từ vị trí của Reno. Reno một tình huống cover cho đồng đội, tôi có thể nói là tuyệt vời. Và bây giờ thì bom xe A đã thùng, xếp súng đến từ các thành viên team Cybertooth. Tỷ số chắc chắn sẽ là 9-10. Đương nhiên là như vậy rồi. Xếp súng rồi, hai quả smoke khá lãng phí, mất cho mình 600 đô không để làm gì cả. Tuy nhiên thì đó là một yếu tố an toàn cần thiết thôi. Úi giời, lại bắn đồng đội tiếp à. Tỷ số là 9-10. Liverpool đang thắng 3-1, ngon rồi. Và bây giờ xếp súng đến từ team Cybertooth, một quyết định hợp lý khi họ không có quá nhiều tiền. Các bạn thấy 3-4 thành viên giàu nhưng mà một thành viên yếu. Và bây giờ T không cần phải vội vàng đâu T ơi, tại vì khi mà họ đã xếp súng rồi thì khó mà ăn được.
chúng ta xem tròn tròn thế nào. Tròn đang bị cương, vâng tròn thấy rồi. Đúng rồi, một mạng đến từ Lào Cai. Tiếp tục thì sao, Ti cũng nằm xuống rồi. Và Hoàng, Hoàng chỉ có được một mạng mà thôi trước khi bị nằm xuống bởi Xin Tỏ. Và tỷ số bây giờ sẽ là 9-10. Full bài đến từ Vikimotech, tuy nhiên thì họ yếu tiền rồi. Thua round đầu này tiếp thì họ sẽ là thảm họa đây. Tôi nghĩ thực sự là thảm họa khi mà Cybertooth họ đang có đến 2 AWP. Thua round đấu này thì Vikimotech họ sẽ yếu tiền, khá là yếu tiền khi round đấu vừa rồi họ đi bắt súng không thành công. Rất lo nhanh. Đi đầu đang là tròn, tròn có một mạng hay không? Tròn chỉ có một mạng mà thôi. Trước khi cài Z đã gục cọt và tròn. Và bây giờ là một tình huống 4v3 lợi thế hơn người đang thuộc về team Cybertooth. Một tình huống ra đổi mạng rất nhanh của thanh niên cài Z. Một quả flash được ném ra vào mid và Xin Thỏ chắc chắn sẽ trắng xóa tình huống này. Bây giờ nào cai đang là người solo bomb side B. Tràn ra mid đến từ ai đó, có vẻ như đó là Hoàng. Tôi sẽ soi, Hoàng rồi, Hoàng cũng tình huống di chuyển khá khéo. Và bây giờ Hoàng đang kê ở đây. Và bây giờ Hoàng đối mặt với Xin Tỏ, bò ra đến từ Hoàng. Vâng, Hoàng không check và bây giờ Hoàng ăn một viên off rồi. Hoàng nằm xuống bởi Xin Tỏ. Nhưng ngay lập tức, ui giời ơi, Reno bắn trượt một pha AWP thật sự là đáng tiếc. Tỷ số chắc chắn sẽ là 11-10 và round sau thì yếu tiền cho Vikimotech rồi. Khó, khó cho Vikimotech. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì đã nằm xuống, tỷ số là 11-9. Vâng, Vikimotech sẽ phải eco cùng round đấu lần này. Hay là họ phóc ai đây? Tôi đang đặt câu hỏi. Alo. Eco đến từ team Vikimotech rồi. Đang thi đấu khá là cẩn thận. Mình thì cũng khá là mệt rồi. Đừng bảo cho trận đấu đến overtime nhá, không còn sức nữa đâu. Lần này thì kiệt sức thật. Tí nữa thì chỉ gọi là thành nói thầm thôi. Và bây giờ là Eco đến từ team Vikimotech, họ sẽ triển khai đội hình phi liên sót khá là nhanh. Krigai back kê về khu vực bom site A, lập tức bắn 3 trong tình huống này rồi. Không đánh Mid2B. Một quả smoke ném ra đến từ Xin Thỏ. Hai quả smoke và cọt. Cọt không có cơ hội để đấu súng trong tình huống này. Bây giờ sẽ đánh đi đâu đây khi mà tôi chưa thấy Votech có một quyết định rõ ràng. Vâng, Votech chưa có một quyết định rõ ràng. Và bây giờ thì họ đang đi với 3 mid 4. Chỉ mình Reno là người kê mid rồi. Sia vừa có một mạng của Hoàng ở khu bom Sia rồi. Lợi thế hơn người đang thuộc về phía Cybertooth và tỷ số có lẽ sẽ 12-9 khi mà khó. Vâng, tiếp tục thì Krayguy hạ gục được cọt. Tuy nhiên thì Reno vừa đóng một viên Deagle vào thẳng mồm của KZ. Và bây giờ thì bom đang được di chuyển sang khu bom Sia, sẽ đồng thời bom Sia từ sót lên. Và Krayguy không gục kê họp và Krayguy đang đối đầu với Reno và Tino. Tiếp tục thì sao, Sia có một mạng rồi. Sia nằm xuống bởi T rồi. Lại là tình huống 2v3 và Krayguy đang đứng ở trong bom. Vâng, Krayguy đang đứng trong bom khá tù tình huống này. Và bây giờ Reno cần phải có mạng Krayguy. Không, Krayguy đã hạ gục T rồi. Tiếp tục Krayguy kết thúc round đấu cô xuất sắc của mình với Triple Kill. Các bạn thấy đẳng cấp của Krayguy không phải bàn. Không phải bàn. Vâng, tỷ số bây giờ là 12-9. Và Eco tiếp theo, một round Eco Fox Bay rồi. Fox Bay lục giáp 1, Tech 9 giáp 1 đến từ team Vikimotech. Họ giữ tiền để ra sau có thể full bay được. Rớt đâu đây? Có phải là một round rớt B hay không? Reno đang là người đi đầu. Hay là quắc. Vậy là không rớt rồi. Nhưng Reno lại cầm dao. Vâng, tình huống cầm dao không hiểu đến từ Reno. Và bây giờ KZ thì sao? KZ có cho mình double kill trước khi hạ gục 7 tỷ. Và tiếp theo thì Hoàng nằm xuống bởi nào cài rồi. Khó. Khó rồi, lại là một tình huống 2v5 và không hiểu vì sao Reno lại cầm dao tình huống vừa rồi. Đến thăm mình rất kém với Reno. Xin Tỏ có được mạng của cọt rồi. Justy chỉ còn. Vậy là T đã nằm xuống bởi nào cài. Tỷ số là 13-9. Đáng trách, rất đáng trách đến từ vị trí của Reno và Zino. Nếu mà Reno và Zino cầm khẩu Tech 9 quả đấy thì có lẽ đã là một kill rất là dễ dàng rồi. Nhưng không hiểu vì sao Reno và Zino lại cầm dao nhảy vào mặt đối phương. Một pha đọc tham hình rất kém của Reno và Zino. Đấy, tôi đã bảo rồi, dao đẹp là một hậu quả rất lớn. Có tín hiệu bao đến từ tròn rồi. Khi mà team Vikimotech đang thi đấu khá là tù túng, họ đang cần có một sự thay đổi. Yeah.
Và bây giờ thì trận đấu đã có tín hiệu ăn phao đến từ cả hai team rồi. Tiếp tục là một round đấu quan trọng đối với team Vikingotech thôi. Cybertooth thì họ chưa quan trọng lắm khi mà họ vẫn còn khá giàu. Họ vẫn có thể full buy ở cái round đấu sau nếu round đấu này thua. Không có gì phải lo lắng cả. P90 đến từ vị trí của Xin Thỏ. Đang thấy vũ khí tối thượng đang nằm trong tay Xin Thỏ. Làm sao mà Vikingotech có thể thắng được ở map thi đấu này đây, khi mà vũ khí tối thượng đang được dùng bởi Xin Thỏ. Một quả lửa ném ra. Và bây giờ một quả flash để trả ra trắng xóa. Chắc chắn là tiếp tục là biển khai chiếm được khu vực Turner khá sớm đến từ team Vikingotech rồi. Và bây giờ có xem smoke che shot hay không? Không cần smoke tràn thẳng ra khi mà biết các thành viên team Cybertooth không bao giờ ngắm off lên đây. Bây giờ thì smoke che shot được nổ rồi. Bắt đầu quắc lên khu vực bom xe A. 4 DA trong tình huống này. Leno sẽ là người bài tờ cùng mid duy nhất. Như vậy đây sẽ một tình huống set up full bom xe A. Theo tôi đoán là như vậy. Vâng, sẽ là một tình huống set up full bom xe A. Đây rồi, đây là một quả smoke che hướng CTA ngắm ở chỗ ô tô. Một quả smoke ném ra, một quả tiếp theo ném ra. Ba quả smoke lửa được trả ra rồi, tràn ra đến từ T là người đi đầu tiên. Vâng, T có vẻ nhìn thấy, T có được một mạng cài rết trước khi bị ác của một người cài. Và bây giờ thì sao, đấu súng đang xảy ra rồi. Bom sẽ được đặt thành công. Và bây giờ Hoàng đang đấu súng với Sia thì hôm nay Xin Thỏ có vẻ như sẽ có được mạng Renovatino. Vâng, Renovatino lại một lần nữa chết nhảm rồi. Renovatino đang sử dụng khẩu ọp rất thiếu hiệu quả ở trận đấu ngày hôm nay. Hoàng hạ cùng Xin Thỏ rồi. Hoàng có cho mình double kill. Không, đó là một mạng của cọt thì đúng hơn. Và bây giờ Sia đổi được mạng của tròn 2v2. Và bây giờ Hoàng hạ cùng được rào cay. Hoàng nằm xuống với Sia rồi. Và bây giờ cọt kết thúc rào đấu với tỷ số 10-13. Thực sự đây là mắt poi. Thực sự không phải là mắt poi, nhưng mà tôi sẽ gọi đây là mắt poi đối với team Vikingotech. Thua cái nào này, Vikingotech thua luôn. Tại vì họ đang yếu tiền, các bạn thấy rất yếu tiền. Tuy nhiên thì thắng nào này cơ hội sẽ mở ra rất nhiều cho họ khi mà team Cybertooth xin đi đậu bao rồi. Cybertooth giờ đang cũng yếu tiền. Key round trận đấu dành cho cả hai team. Hoàng vừa có một round đấu xuất sắc với 4-3 frag. Lâu lắm rồi tôi thấy Hoàng giết người trong trận đấu ngày hôm nay. 7-2-20 chết đến 20 mạng, giết được 7 mạng, Hoàng thọt quá. Vâng, và trận đấu bây giờ đang được bắt đầu trở lại rồi. Vâng, key round trận đấu ngày hôm nay. Một round đấu rất là quan trọng. Bên kia họ có hai orb và full bomb. Bên này họ chỉ có cho mình hai khẩu Gali, một khẩu UP45 và hai khẩu AK. Sẽ là một tactic như nào? Vừa rồi là một tình huống setup full bomb xe A đến từ team Vikingotech. Và đây, tiếp tục là một quả smoke được che khu vực thùng gỗ đến từ vị trí của tròn. Vâng, đang chiếm được khu vực mid rồi. Hoàng đang là người đi đầu. Cọt sẽ là người kê khu vực long đầy. Lên shot tiếp. Và bây giờ đang cường shot, đấu skin ở shot. Liệu Hoàng có tràn được ra shot hay không? Book flat lỗi thì phải. Và bây giờ thì T có được một mạng CA, nhưng Hoàng chỉ còn có 21 máu thôi. Krigai là người solo bomb CA với khẩu AWP. Và bây giờ thì các thành viên của team Vikingotech đang back về khu vực A long. Sẽ một tình huống đánh long ra. Đẩy shot, có một tình huống đẩy shot rồi vào Hoàng. Hoàng đang đối mặt với Krigai. Một flat ném ra khá là khó chịu. Và bây giờ cả hai thành viên đều trắng thì phải. Chúng ta xem pha đối đầu ra hai captain này. Hoàng yếu máu rồi. Bên kia đó là Crazy Guy. Bây giờ thì sao? Hoàng nằm xuống với Crazy Guy rồi. Nhưng đây là một tình huống đánh bom xe long lên. Và tràn vào bom xe A. Crazy Guy đang là người đứng ở dưới side. Chúng ta hãy xem. Reno chạy qua rồi. Và bây giờ một tình huống stack trong mây. Một tình huống stack rất hay. Và bây giờ Reno bị nằm xuống rồi. Vâng, tình huống stack spam trượt. Khá là đáng tiếc đến từ vị trí của T. Nhưng mà T vẫn có được mạng của KZ. Nhặt bom, đặt bom kín đi em ơi. 3v3. Và một quả smoke vẫn còn nguyên. Và đây tiếp một quả smoke xin tải bắn lỗi đến từ vị trí của T. Và bây giờ đấu skin T nằm xuống rồi bởi xin tỏ nằm xuống bởi T rồi. Tiếp tục cái đây gai bị a gục bởi T rồi. Tình huống giờ là 3v1. Bom được đặt rất đẹp và sẽ là tình huống xếp súng như thế nào? Cài tỷ số sẽ là 11-10 và ra sau có thể sẽ là một round eco của team Cybertooth. Thực sự là cổ họng mình đang đau quá. Vâng, tỷ số là 11-3, những round comeback của team Vikingotech đang diễn ra khá là hấp dẫn. Đó là một tình huống đánh bom xe A lên rất cơ bản và hiệu quả.
Đầu tiên họ triển khai đội hình chiếm shot, họ lên họ giết một shot ở đây. Sau khi đó giết một shot thì bắt đầu Long phải back về. Như vậy là Crazy Guy và KaiZ sẽ phải bắn hai trong A và đẩy chiếm lại shot. Thì đến lúc này chỉ một mình Hoàng Fighter và cả 4 thành viên còn lại của team Vitech họ lại tràn ra khu vực Long. Và như vậy Long lại clear và họ lại làm một vòng tròn, đúng là một vòng tròn. Người ta gọi đây là một vòng trái đất ta gặp nhau. Vâng, vậy là một quả flash khá tốt. Crazy Guy có trong dùng thổ hộp, Crazy Guy đang bị spam. Crazy Guy còn ít máu rồi, chiếm được khu vực mid rồi. Và bây giờ Crazy Guy bị spam, chỉ còn cho mình có 48 máu. Đừng đấu với Orb, đừng đấu với Orb đi ơi. Vâng, 5v4 rồi và bây giờ chúng ta xem. Đừng, ui giời ơi, non kinh nghiệm vãi luôn. Vâng, non kinh nghiệm quá em ơi. Biết người ta có Orb rồi tại sao lại ra đấu. Nhưng không sao cả, khi mà đây là một đao eco của team Cybertooth vẫn đang có lợi thế. Và cọt vừa bắn trượt, không trúng một viên nào, khá là đáng tiếc. Đang di chuyển về B chăng? Đội bạn không có giáp, chỉ có một mình Crazy Guy với cả Đào Kai là người có giáp trong tình huống này thôi. Stack mid rồi, chắn mid 2B. KaiZ đang có một góc đứng khá là đẹp trong tình huống này. Và bây giờ đội hình của VMTech đang được khá là dày dạc, đang khá là rộng. Tròn, cọt, cọt đang gò mid chăng? Khó cho cọt rồi. Chúng ta xem cọt sẽ đối đầu với KaiZ trong tình huống này. Cọt, ui giời ơi, hàng, ui giời, hàng về không bao giờ được để lỡ, được chưa? Hàng về là chúng ta phải hốt ngay, đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ quả sống bốc tre City Bay, cọt có định lên không? Đó là điều fake bomb xe A thôi, fake bomb xe B, ném trượt đến từ vị trí của cọt. Vâng, cọt đang tăng lên, cọt bị bắn yếu rồi. Và bây giờ cọt spam, cọt nằm xuống rồi. Tình huống giờ là 3v4, hơi khó cho các thành viên team VKMTech. Tuy nhiên thì Hoàng không được chết, Orb đang ở City Side và Hoàng rất là thông minh, đúng là Captain có não mà. Sẽ là một tình huống ném bom, ném sang khu vực bên kia. Và bây giờ bom đã được ném rồi, nhặt bom đến từ vị trí của tròn. Sẽ là một tình huống đặt bom thành công, 3v4. Và Deno vừa có cho mình quần bạn quần áo cài ở khu vực A-Shot rồi. 3v3 và lợi thế hơn người. Và đặc biệt là có giáp, một quả bom lửa ném ra rất khó chịu, đừng đấu nữa. Vâng, Deno nhìn thấy xin tỏ rồi. Hoàng có một tình huống móc máy xin tỏ, chắc chắn sẽ thành công. Đây rồi, ui giời ơi, Captain Hoàng di chuyển cứ như kiểu là con thú hoang ấy. Thế này thì đéo ai bắt được bài. Và Deno chuẩn bị thấy hàng. Vâng, stack lên cùng bom sai ai nhưng mà đéo thấy ai đến từ vị trí của Crazy Guy lẫn KaiZ. Và bây giờ thì họ không biết làm gì sau khi họ ăn quả flash và tròn có cho mình double kill. Đào đấu chiến thắng thứ 11 dành cho team VKMTech, tỷ số là 11-13. Và bây giờ full buy đến từ cả hai team. Tiếp tục là một key round tiếp theo, 12-13 thì đúng hơn. Key round tiếp theo dành cho cả hai team trong trận đấu ngày hôm nay. Thắng cái round đấu này thì team VKMTech sẽ làm cho team Cybertooth yếu tiền. Nhưng tuy nhiên thua thì sẽ hơi mệt đấy. Nhưng mà VKMTech tôi thấy họ vẫn còn khá tiền và round sau họ vẫn có thể full buy bình thường. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng từ map 1 đến map 3. Lúc nào cũng trong tình trạng rượt đuổi tỷ số giữa hai team. Các bạn thấy thấy hai team cũng nào trong tình trạng rượt đuổi tỷ số thôi. Và bây giờ Deno cầm cái orb cháo giá trị gì rồi, tại sao bắn orb mà làm cái gì vậy? Deno bắn orb chả có tác dụng gì cho team VKMTech từ nãy đến giờ. Pick người không pick được, kê móc cũng không kê xong. Vậy tôi nghĩ là Deno nên cầm khẩu AK hơn. Vâng, bắn 3 đến từ team VKMTech, team Cybertooth trong tình huống này. Crazy Guy là người giữ shot, CA kẹp với cả KaiZ ở khu vực A long. Trong đó nào Kai và xin tỏ là hai người bắn ở B. Vâng, nào Kai đứng giữ mid và xin tỏ solo B, lại xin tỏ lại chơi P90 rồi, hàng nóng. Xin tỏ hôm nay là không biết vì sao em nó lại toàn chơi hàng nóng thôi. Tuy nhiên em nó đang top frag với việc đặt bom thành công rất nhiều. Trong trận đấu ngày hôm nay 15 mạng đứng top frag, rất là hay. Và bây giờ T đang bò ra, không quả flash ném ra nhưng không có ai ra check. Và bây giờ đang walk ra khu vực bom sai B, không gây một cái tiếng động nào. Một mạng đến từ vị trí của cọt, khi hạ gục được cái chết, xin tỏ đổi được một mạng của T. Tiếp tục xin tỏ nằm xuống 10 tròn rồi, lại là 3v3. Như vậy nào Kai có được mạng của Hoàng, lại là 3v2 nhưng bom sẽ là thành công. Và Reno, tôi thấy Reno có một khẩu họp và đặc biệt Reno có khá nhiều bom như thế này. Còn lửa đến từ Reno và Tino, trả ra, chuẩn rồi. Lửa được trả ra. Vâng, và bây giờ là tuống 2v3. Chúng ta hãy cùng xem trận đấu đang rất là căng thẳng. Đào Kai đang người ta bảo Đào Kai có được mạng của tròn rồi, lại là 3v1. Và bây giờ Reno nằm xuống bởi CA, tỷ số là 14-12. Một round thắng cực kỳ quan trọng dành cho team Cybertooth. Và bây giờ thì với việc đặt được bom, VKMTech vẫn có thể full buy ở round đấu tiếp theo bình thường. Vâng, hai bên đang rượt đuổi tỷ số quá là căng thẳng trận đấu ngày hôm nay. Các bạn thấy đây. Thay nhau giành chiến thắng, mỗi bên chiến thắng 3 round rồi. Bên nào cũng chỉ chiến thắng 3 round liên tục, không thể hơn. Và bây giờ
Bây giờ sẽ là một round full bài đến từ cả hai team. Key round của trận đấu ngày hôm nay. Thiếu tiền đến từ cả hai team rồi, không còn gì để mất. Thua cái round đấu này sẽ là một cái vấn đề rất lớn. Và bây giờ đấu off. Đấu off, Reno là người chiến thắng trong lần này. Kraygai lần đầu tiên ra mid đấu off với Reno và đã nhận thất bại. Vâng, Reno cả ngày hôm nay chỉ có nhiệm vụ thôi. Nếu mà đối phương đấu off mid thì Reno có ích. Còn nếu mà đối phương không ra đấu off mid thì Reno sẽ thành người vô dụng. Vâng, vô dụng với việc kê off, không làm gì được cả, không tăng được, không làm gì được, các bạn để thấy. Reno từ đầu trận giờ bắn khá là bị động. Và bây giờ đang bò ra khu vực A-Long. Cọt đang là người đi đầu, cọt tràn ra qua sớm gốc của quả flash rất tay đúng tam minh và cai rét bù trắng dài luôn. Và bây giờ lợi thế hơn người đang thuộc về team Viking Tech 5v3. Vâng, một pha nhật nháo thành công mà cọt đã nằm xuống bởi nào cai. Vậy là còn 4v3 thôi, 4A đến 3A đến team Cybertooth rồi. Vâng, tròn vừa có được một mạng của đào cai rồi, 4v2. Và bây giờ thì sao? Reno là một góc kê rất đẹp. Ui giời ơi, ui hack, hack rồi, địt mẹ hack. Và xin đỏ cũng đã nằm xuống, địt mẹ thằng Reno hack. Vâng, tỷ số bây giờ là 13-14. Viking Ngô Tech đang comeback quá mạnh luôn. Thôi hỏng rồi, thế này dỡ nhớ tí nữa nó vào overtime chết tôi à. Và bây giờ thì Cybertooth bắt buộc Eco ra đấu lần này. Đang sợ rồi, chết rồi. Quả này mà sang OT nữa thì tôi chết. Thôi anh em bắn vừa thôi. Và bây giờ là một round Eco từ team Cybertooth. Có lẽ tỷ số sẽ là 14-4, 14-14 đều thôi. Sao trận chung kết hôm nay nó diễn ra căng thế nhở? Nó căng căng một map rồi. Đất B đến từ team Cybertooth, team Qtech rồi. Một mạng đến từ vị trí của Reno Valentino. Và bom Cyber đã clear. Và chắc chắn tỷ số sẽ là 14-14. Vâng, một round Eco từ Cybertooth. Tuy nhiên xin thỏ vừa có được một mạng của cọt ở khu vực Turner. Và bây giờ kê Turner, Reno kê đâu đấy? Ra off sẽ lại đứng vị trí giữa đường này. Và sẽ là một tình huống cố gắng bắt súng thôi, không để cứu bom được đến từ vị trí của Tinh Thần. Bắt súng thôi, nhưng Hoàng vừa có được mạng xin thỏ trong khu vực Turner. Bây giờ KZ sẽ xếp thành công khẩu M4A4 này mà thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem. Tỷ số đang là 13-14 và lượng cổ động viên đang đứng sau TPQ Tech là rất đông. Vâng, đang hóng rất đông, đội ngũ chim lợn của chúng ta hôm nay đang có rất đông. Đang có 20 người đứng sau TV Kim và Vô Tech để cổ vũ cho họ. Bây giờ thì số đang là 13, 14 và 14 đều rồi. Vâng, Reno vừa có cho mình double kill khi có được mạng Crazy Guy. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái round đấu này. Đừng OT, đừng OT, đừng OT. Vâng, hỏng rồi, theo team chim lợn báo về thì hình như là OT rồi. Chết con mẹ Cutter rồi, 3 trận đéo nào cũng OT. Chết tôi rồi, chim lợn báo về rồi. 3 trận nào OT thế này. Đúng là trong lịch sử tôi đi Cutter tôi chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp nào nó như thế này cả. Và bây giờ là tình huống full buy từ cả hai team, đó là điều đương nhiên rồi. Sia với cả Sia và KZ đang là cương hai shot. Và bây giờ là team Cybertooth đang bắn với 2B, 3B luôn. Và bắn hai shot và bây giờ sẽ là một quả flash búp ra. Tràn ra đấu skin ở shot, chúng ta cùng xem. Bây giờ một quả flash, không có flash, tràn ra đấu skin chay. Sia đổi được một mạng của team rồi. KZ cũng chỉ có được một mạng của Hoàng trước khi nằm xuống bởi còn. Bom xe A có vẻ như đã clear rồi. Và bây giờ tràn ra bom xe A, đó là một tình huống 3v3. 3v3 và bom sẽ đặt vào Reno, cần phải có ít nhất một mạng thì này. Một mạng đến từ Reno và vẩy rất ảo. Tiếp theo sau, double kill và bắn off rất hay của Reno. Và bây giờ Reno nằm xuống bởi Kraygai. 1v2 và cứ nghĩ là Kraygai sẽ cứu bom thì cũng này. Kraygai rất là cục, Kraygai không sợ gì đâu. Flash được ném ra. Lửa tiếp tục chuẩn bị ném vào trong bom chăng. Tiếp tục là một quả flash khác. Kraygai, ui dồi, ném mãi em xong quả flash thế này em ơi. Ui giời, lửa rất khó chịu đến từ Kraygai. Bây giờ Kraygai lửa rồi, tròn nóng. Cho nóng, bây giờ tròn lao ra, cho nằm xuống rồi. Ui, có thể là một tình huống clut hay không? Chúng ta xem, vậy là còn đối diện cái gì này. Ui giời ơi, vâng cái đéo gì vừa xảy ra vậy. Đẳng cấp đã lên tiếng. 1v3. Thật sự là không biết nói câu gì trong tình huống này. 1v3. Quá là khó hiểu. Một round thua không thể chấp nhận được khi mà đang là 14-14. Khi mà đối phương sắp yếu tiền. Một round thua không thể chấp nhận được và không phải là OT. Không phải là OT. Một round thua không thể chấp nhận được.
Một round thua không thể chấp nhận được đến từ team Viking Protect. Và bây giờ thì hai team cùng phân bài. Mắt poi dành cho team Cybertooth trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Vâng, thì chuẩn bị nằm xuống, thì nằm xuống rồi. KaiZ có được mạng của cọt và có bom lửa đốt cháy được thanh niên Ti. Giờ là tình huống 3v5 mà khó là thanh niên Ti Viking Protect rồi. Thực sự tôi không biết nói gì nữa. Rất đáng để kiểm điểm trong tình huống này. Tại sao Viking Protect họ lại bắn bị động như thế nhỉ? Cầm dao chạy về có rất nhiều cách xử lý tình huống ở tình huống 3v1 trước bom được đặt đẹp mà. Sao lại đứng những vị trí tù túng như vậy nhỉ? Và bây giờ thì cơ hội giành chức vô địch đang dành cho team Cybertooth. Một bát rao thắng nữa thôi là tôi sẽ được nghỉ rồi. Krayguy bắn lại 27 mạng. Các bạn thấy không phải ngẫu nhiên. Krayguy bắn trận này tởm quá. Và bây giờ thì 3v5 đi đầu đang là Redovatino. Redovatino đang là đội đi đầu. Bây giờ chúng ta xem. Reno đang bò lên đây sẽ một tiếng quắc đánh bom sai A chậm. Reno cần phải có mạng thứ này. Đối bạn Reno đó là Sia. Và bây giờ Reno bắn trượt rồi. Khó rồi, bom sẽ được trả ra. Và bây giờ Reno chuẩn bị nằm xuống. Reno nằm xuống rồi. Vậy là khó. 2v4 lộ rồi. Sia sẽ làm gì đây? Tròn cần phải có ít nhất 2 mạng thứ này. Và Hoàng đang có tình huống đấu súng. Bây giờ thì sao? Hoàng có được một mạng Krayguy. Nhưng Sia đã được Hoàng rồi. Tiếp tục thì sao? Vâng, Tròn có cho mình đắp một mạng. Nhưng tình huống giờ là 1v2. Và bây giờ thì Tròn bị bắn yếu rồi. Khó rồi, và Tròn nằm xuống bởi nào cài. Tỷ số là 16-14 nghiêng về Cybertooth. Vâng, chúng tôi xin kết thúc trận đấu ngày hôm nay ở đây. Quá là căng.